Ca sĩ Hạnh Shino kiếm tiền tỷ hàng tháng từ kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, sống sung túc sau 5 năm nam tiếng. Từ đầu năm 2022, Hạnh Shino gây chú ý khi tẩu siêu xe 18 tỷ đồng, đồng thời trở lại làng nhạc sau thời gian im ắng. Cô tổ chức đêm nhạc cùng Tuấn Hưng ở Đà Lạt và phát hành MV Nếu Em Im Lặng, lấy cảm hứng từ phim Emily in Paris quay tại Đà Lạt cùng Lê Xuân Tiền, Huyền Baby. Có thể nói với tôi mọi thứ thay đổi rất nhiều. Trước đây ở Hà Nội, tôi sống với bố mẹ nên được chăm sóc, bao bọc kỹ lưỡng. Còn bây giờ vào Sài Gòn, tôi phải tự làm mọi thứ một mình. Thời gian đầu có lúc tôi thấy lạc lõng, buồn tủi, nhưng cảm giác đó qua nhanh vì tôi tự nhủ mình phải cố gắng để trưởng thành vững chãi hơn. Hiện tại ngoài ca hát, diễn xuất, tôi còn điều hành kinh doanh, làm chủ hai thương hiệu mỹ phẩm, thời trang. Nhờ có thu nhập tốt từ kinh doanh, tôi sống thoải mái ở Sài Gòn, có thể tự mua xe sang hay những món đồ hiệu mình yêu thích. Tôi coi đó là những phần thưởng xứng đáng vì bản thân đã làm việc chăm chỉ, tự kiếm được tiền bằng công sức của mình. Độ tuổi của tôi không còn quá trẻ, nhiều bạn nhỏ tuổi hơn tôi mà rất giỏi, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi thích làm kinh doanh hay tìm tòi những cái mới để làm, hầu như cả tuần tôi ít có thời gian trống. Thu nhập của tôi hàng tháng đâu đó khoảng 9 con số 0. Khi kiếm được tiền, tôi chia thu nhập thành nhiều khoản nhỏ. Một phần tôi đầu tư cho công việc, một phần đầu tư cho sức khỏe, phần phụng dưỡng bố mẹ và một phần chi tiêu cho sở thích cá nhân. Người làm nghệ thuật tâm hồn thường bay bổng, còn kinh doanh thì phải thực tế. Nên khi mới bắt đầu kinh doanh, tôi đã nhiều lần vì sự bay bổng mà nếm trái đắng. Tuy nhiên cũng nhờ có nền tảng hoạt động nghệ thuật, được nhiều người biết đến và thương yêu, nên công việc kinh doanh của tôi ban đầu ít nhiều thuận lợi hơn người khác, được khách hàng tin tưởng, ủng hộ. Về chuyện tình cảm, tôi đã tìm được một nửa cho mình, nhưng chưa muốn công khai lúc này, mà đợi dịp thích hợp mới giới thiệu với khán giả. Khi yêu, tôi không có một tiêu chuẩn rõ ràng nào về người ấy cả. Với tôi, điều quan trọng là cảm xúc, sự hòa hợp giữa hai người, vì có như vậy tình yêu mới tiến xa được. Nếu vấn đề tài chính chắc chắn, dư giả thì tình yêu càng thăng hoa, thuận lợi hơn. Đọc những tin báo hỷ, đám cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi vui lắm và thầm chúc phúc cho họ. Với tôi, việc kết hôn còn tùy thuộc vào duyên số. Lúc này tôi chưa có kế hoạch lên xe hoa. Nếu cưới, tôi muốn có hôn lễ ấm cúng, đầy đủ bạn bè, người thân đến chung vui với mình.